Thấy có lại đó, sao đàn lòng ơn bỏ sông bỏ trời. Có người tình xưa nước đi theo để dòng sông náo nề lắng trôi để tình tôi. Thôi được rồi, ngưng, mệt quá à, mệt quá. Đúng. À, hôm nay Khu Hy Vũ cũng như là Vũ Đoàn Nai nhiệt liệt, quyết liệt để tập cho những cái sản phẩm nhạc dân ca rồi mix chủ đề là Sến của Khu Hy Vũ, Sến Nhảy chứ, Sến Nhảy của Khu Hy Vũ phối hợp với Vũ Đoàn Nai, một tác phẩm trong cái cuốn DVD Trái Tim Nghệ Sĩ sắp sửa phát hành. Mặc dù dân ca chữ tình nhạc quê hương nhưng mà được làm mới lại hiện đại hóa hơn, đó dòng nhạc dance remix. Rất mong những cái fan hâm mộ nhạc quê hương, nhạc chữ tình sẽ cùng thay đổi không khí với Khu Hy Vũ cũng như là Vũ Đoàn Nai ha, cho một cái sản phẩm dân ca nhạc quê hương bay hơn, vui hơn và lạ mắt hơn. Đây là cái lần đầu tiên Bạch Khanh được hát song ca cùng với anh Vũ trong một bài hát rất là sôi động mà cũng không phải là sở trường của hai anh em. Mình nó đặc biệt, nó có một cái điều là mình dùng những cái cây roi ngựa đúng rồi của bên Hồ Quảng mà lại kết hợp với một tiết mục nhảy hiện đại, cho nên là trong lúc tập với hai anh em chúng tôi cảm giác nó không được trơn tru, phải không anh? Không trơn tru, đúng rồi. Hả? Nhớ mấy lần làm quốc thẳng cây roi đựa cho mặt anh luôn á. À, vậy là có một sự gia chạm nhẹ. Nhẹ quá. Nói chứ không phải riêng mình anh Vũ thôi, tất cả các bạn vũ đoàn ai cũng bị Khanh bị quơ vô mặt hết trơn. Nhưng mà nói vậy chứ nói vui thôi. Thật ra thì mấy ngày hôm nay tập rất là nhiều và đang cố gắng chạy nước rút để cho kịp cái tiến độ quay hình trong thời gian sắp tới. Chỉ mong một điều duy nhất là quý vị các bạn sẽ ủng hộ cho cái tiết mục này. Con ngựa ô ngựa ô ngựa ô ngàn năm thương nhớ đất nước, có bao bài ca tình yêu ngựa ô để anh đón nàng. Cho ai yêu thương nhau bên nhau mãi mãi, nhớ tiếng vó khớp con ngựa ô ngựa ô ngựa ô ngàn năm vang mãi tiếng. Có bao chàng trai về nơi đồng xanh ngựa anh đón nàng. Cho ai yêu thương nhau bên nhau suốt đời. Rồi, mọi người có ý kiến gì trong cái ekip chương trình này cũng như là góp ý anh quay phim nè hay là đạo diễn không? Có ai nói gì không? Có ai nói gì không? Em đã thấy cái ông đạo diễn ông hẳn. Rồi tới ai? À, ông thiệt cả muốn hiếp người ta vậy đó. Ông chửi bơ sum luôn. Ôi nhìn này, bắn xinh nè. Bắn đau lên. Đẹp đuối quá, đuối quá. Quan tâm hả? Em nói chương trình gì mà hành hạ diễn viên múa, tới tập cả tháng trời. Tập ở phòng tập, rồi ra tới phố đi bộ. Mặc dù trời mưa các bạn coi nè, trời mưa nè, nhưng mà phải bắt diễn viên múa, bắt ca sĩ ở đây tập. Rất là cực, tắm mưa này nọ, rất là cực khỏi diễn viên múa. Rồi đứng sẵn cho anh đi, rồi đứng sẵn. Hello. Đi vô đây. Hello. Quan tâm hả? Kính thưa quý vị khán giả, trong chiếc album Sến Nhảy sắp tới của anh Vũ thì có mời Loan tham gia một ca khúc, đó là Tình Nghèo Có Nhau. Nhưng mà ca khúc này thì bắt buộc là phải có vũ đạo. Nhưng mà quý vị đã biết là hồi trước giờ Hồng Loan chỉ quen với chiếc áo dài với áo bà ba thôi, cho nên là chắc có lẽ là bó tay, không thể nào mà nhảy được, cho dù là cũng đã tập rất là nhiều lần nhưng mà cố gắng lắm cũng bó tay thôi. Cho nên mong quý vị thông cảm, hy vọng là quý vị ủng hộ cho chiếc album mới này của ca sĩ Khu Hy Vũ.
Cái sở trường của chị Loan á là dân ca trữ tình. Thì chương trình bắt tụi em tập, phải tập cho chị Loan là cả ngày trời mà không có được. Mà giờ sắp tới mà quay rồi giờ cũng biết làm sao. Rồi từ trước tới giờ em xem để chị Loan hát á, toàn là hát nhạc dân ca, giờ bắt chị tập nhảy làm sao chị tập được. Ây da, bó tay toàn tập rồi. Bây giờ Dương Hồng Loan đuối lắm rồi cho nên là phải tìm phương án khác thôi. Khanh thấy chị Loan tập rất là đuối rồi, nhìn tội nghiệp dữ lắm. Hình như là ekip đang sửa lại kịch bản, Loan khỏi phải nhảy, đỡ ghê vậy đó. Em không đi tìm người yêu lý tưởng đâu anh, em không đi tìm người yêu tuyệt đối. Anh không đi tìm người yêu nhan sắc mỹ miều, người yêu đại ca cao sang lụa là gấm hoa vàng son. Em không đi tìm người yêu đôi trắng thay đen, em không đi tìm người yêu say đắm xa hoa. Anh không đi tìm người yêu cao quý ngọc ngà lầu cao xe cát, em ơi dẫu nghèo vẫn luôn vững bền. Anh ơi em tìm người yêu trong thủy, em tìm người yêu trong mơ nghèo nguyên không đổi lòng. Em ơi biết rằng ở đời ai không muốn đẹp giàu càng cao sang, vì anh nghèo đâu dám mơ. Ông đạo diễn á, ông cũng hành ông mà ông phi quay phim dữ lắm luôn nè. Ông hành mà thiệt luôn á, cũng tội ổng á. Là nguyên ekip mình tóm lại là rất mong được sự đón nhận và ủng hộ của tất cả mọi người yêu thích dòng nhạc quê hương, nhạc trữ tình sâu lắng lãng mạn, nhưng mà trong cái album Sến Nhảy này sẽ pha một chút đen bay bổng chút xíu nha. Rất mong được sự yêu thương và ủng hộ của tất cả đại gia đình yêu thương. Thank you. I love you. Cho xuân thắm tình ta về ăn Tết nồng ấm gia đình, đón xuân đêm giao thừa đi chùa ta cầu bình an. Tết ơi xin chúc người luôn gặp may mắn hạnh phúc yêu đời, chúc duyên mai cho người cho nhà luôn được yên vui. Mừng một mùa xuân mới, xuân về trên khắp quê hương này, người ơi về miền Tây quê.